Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chính thức thông tin và lên án vụ vi phạm này của nhóm tàu Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, đến nay, các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc lại phát biểu ngày 16 tháng 7 vừa qua rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vừa lên Twitter chỉ trích những hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong tweet lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, ông viết: "Tôn trọng chủ quyền và tự do hàng hải là yếu tố then chốt của tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mà Mỹ cùng chia sẻ với các nước thành viên của ASEAN. Những hành vi gây hấn của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng là phản tác dụng và đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực." Tin cho biết. Trong thời gian qua, Trung Quốc có một loạt các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác trên Biển Đông. Với Malaysia, tàu Hải Dương 35111 đã lượn vờn như muốn thăm dò xung quanh bãi cạn Lokonia Becker, một cụm rạn san hô ở cuối phía nam Biển Đông, suốt từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 5, nơi có một lô dầu khí được Malaysia cấp phép cho công ty dầu khí Sarawak Shell. Khi Malaysia gửi hai tàu chở dầu và khí đốt đến khu vực này, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã vây tròn một cách khiêu khích, có lúc chỉ cách gần 80 mét. Mãi đến cuối tháng 5, Trung Quốc mới chịu rút tàu. Với Philippines, dư luận nước này rất giận dữ trước việc tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần Philippines và có hành vi xua đuổi ngư dân suốt thời gian đầu năm. Với Việt Nam, Trung Quốc đã có hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông và bị Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Một trường trung học phổ thông ở Sóc Trăng có dấu hiệu hạ điểm chuẩn bất thường nhằm tăng chỉ tiêu tuyển. Om Mani Padme Hum. Om Mani.
Om Mani Padme Hum.